lên tiền. Đến lạ thế hả? Cây cối ở trên những ôm tùm như là ôm sồn. Em cũng không biết là kiểu như là cây rừng hả? Có bao lâu gần 2 năm rồi. Hay ha. Thì đi đây 2 lần à. Nhỏ em đang ra đi bộ cũng 2 lần. Mua hết chứ á, tự nhiên quên ảnh luôn luôn rồi, quên luôn á. Everybody, everybody, everybody.
Ờ, thật sự chưa? Rồi á, kìa nha, 1, 2, chưa, chả đi hết đấy, 3, thôi chơi nữa. Một, hai, ba. Rồi. Có lấy cái tích giả luôn. Chỗ này hay hết trơn. Như là chợ Bến Thành rồi mát. Mà mát. Ừ. Chỗ này tốt chứ hả? Mát mẻ ha. Chợ Bến Thành mà mát. Mấy ngôi nhà rồi trơn. Thấy mấy ngôi nhà không? Ủa, đầy vậy. À. Chỗ đẹp này bỏ phá thứ uổng thôi, hay là gì? Chỗ này mát nè ha. Một cầm quà cho người ta, mình không... Đi, đi, đi. Cứ xem hay chắc thiếu gì hay...